quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay anh em tụi em tiếp tục lên cái clip mới ha, để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với anh em tụi em một số cây mai quái ha. Rồi, chào anh. Chào cả nhà. Chào anh Tú Nguyễn. Thì tức tiên là bên em giao lưu cái cây mã số 1 ha. Giáo Tân Châu hay gì? Giáo Tân Châu á. Tân Châu ha. Số 1 cái clip đầu tiên mở bát em giao lưu cái cây này với cái giá 450k ha. Cho nó mau đi, cây cũng cực kỳ quái nè. Với cái gốc mai tứ quý ha, ghép với cây giáo Tân Châu rất là già mùa. Cái mắt ghép ở đây nè nha cả nhà, mắt ghép đây nè. Rất là già đậu mùa. Luôn ha cả nhà ha. Đậu luôn cục rất là dễ thương nè. Vậy cây này 450k ha. Đây, quay cái nụ cho cả nhà mình coi ha. Nụ cho bá. Nụ nút thì ok kìa. Cái này giáo Tân Châu thì cái bông nó to ha, thơm nữa. Bông nó từ 3 ngón rưỡi to lên nha. Rất đẹp. Đây. Nó siêu quái luôn cả nhà ơi. Siêu quái luôn. 450k giá ra đi sớm ha. Rồi qua tiếp tục qua cái cây mã số 2. Mã số 2 là một cái cây mai sắn sắn từ dưới gốc lên sắn nó là cực kỳ quái luôn. Quắn từ gốc tới ngọn luôn nha cả nhà. Cái tàn nè. Để quay xích gà cho cả nhà này coi. Nó cao khoảng 40 ha. Cao 40. Ngang nó khoảng 30. Mà cái thân nó nhỏ cả nhà, thân nhỏ mà lắc từ dưới đất lên nè. Nụ nút nè. Thì cái cây mã số 2 này giao lưu cả nhà mình giá là 700.000 ha. Anh em bao phí ship nha cả nhà. Lắc nè cả nhà ơi, lắc rất là duyên luôn ha. Cây này thì nói chung thuộc hàng hiếm nha cả nhà. Ghép liền cốt rồi cả nhà. Khó kiếm ở nơi nào có lắm. Đây cái chỗ ghép đây. Đây. Không thấy mình chỗ ghép luôn. Nói chung liền cốt hết rồi. Nói chung coi như cây riêng này đó. Như cây riêng vậy. Nụ nút thì quá đẹp luôn cả nhà ơi. 700 bao ship. Giá rất ok rồi. Đấy. Cây này chân bàn hết ý à. Có cái chậu luôn nha. Em để vậy chưa vô nhưng ship chậu luôn cho cả nhà nha. Ship cho cả nhà luôn á. Cái thứ hai cả nhà ơi, thứ hai nha, mai giảo tự quấn nha. 700k bao ship. Rồi, qua cây số 3 luôn Tú ơi. Cũng là một cây giảo tự quấn ha. Cây này qua chậu chủ nhật nha cả nhà. Cây nó cũng quấn từ dưới gốc lên tới ngọn luôn cả nhà ơi. Ghép liền cốt nha. Nụ nút thì khỏi chê kìa. Nè, cái nút đó nè. Cây này cao khoảng tầm khoảng 40 á. Cao 40. 2 gang á. Nghe cũng cả 30 nha cả nhà. Cây này thì cũng 700.000 đồng bao ship luôn nha cả nhà. Cây thứ ba ha, 700 bao ship toàn quốc. Này thì nói chung cái hàng này khó kiếm lắm. Nó liền lạc hết đơn y như cây riêng này ha cả nhà. Cũng hàng trăm cây mới lựa được có một cặp giao lưu cả nhà mình đó ha. Quấn nè, nó quấn déo luôn cả nhà ơi. Quấn nè. Quá nụ nút khỏi chơi ha. Rồi, qua cây số 4 đi. Cây số 4, một cây biếp miệp miệp cả nhà ơi. Một cây tứ quý à. Tứ quý ghép giả Hữu Đức à. Cây này thì hết hết bài luôn, rất hết đẹp. Bài. Đây, cây ra cho nhà mình. Cây tứ quý ghép giả Hữu Đức quá là đẹp luôn. Ngộ nghĩnh lắm mà. Cái độ quái nó ghê hồn. Quá quái luôn. Quay cho cả nhà mình coi anh Túc. Nó quái từ cái đế đến cái thân luôn cả nhà. Rất là gắt ha. Nụ nút thì khỏi chơi ha. Đây. Ủa mấy cái con nó độc siêu rồi chứ. Con này độc rồi. Nút quá đẹp luôn cả nhà. Cái cây mã số 4 này giao lưu với cả nhà mình cái giá là 2 triệu đồng ha. Bên em bao phí ship nè. Cây này cái giá rất là ok rồi. Cây cũng ok ha. Giá vừa ok luôn nha cả nhà. Chung thì cây này chứ quay lấy tương tác thôi chứ cũng không có lợi nhiều nha cả nhà. Rất mong được sự ủng hộ cả nhà mình. Quá đẹp luôn. Wow, tuyệt vời. Cây này còn gì nữa? Cây số 4 à. Cao nhiêu ta? Mà cao cỡ 40 ha, ngang cỡ 60 ạ. Ngang cỡ 60. Cao 40 ngang 60 cả nhà ơi. Cao 40 ha, ngang khoảng 60 cả nhà. Để chân bàn hết ý để ngoài xa cả nhà mình coi cho anh Tú cầm. Quá đẹp cái cây luôn. Quá tuyệt vời. Rồi, xuống đi. Em lấy cây mã số 5. 5. Cây cây mã số 5 thì một cây đổ treo cả nhà. Đổ treo. Cái coi rất là quái luôn. Có cục bú này cũng ngộ quá. Cây mã số 5 thì giao lưu cả nhà với cái giá 1 triệu tư. Triệu tư bao phí ship ha. Cây này thì cũng ghép giỗ Thủ Đức nha cả nhà. Mà cái co này nói chung á thì nhìn nó đơn giản nhưng mà nhìn nó cũng cực kỳ quái luôn. Cây mai tạo được cái co vậy đâu phải đơn giản. Cây mai muốn tạo cái co này thì khó kiếm à. Cây gốc to đùng. Đây để coi tầng ngang 40 á. Nè cái cục co cực kỳ gắt luôn nè. Tiểu tư bao phí ship nha cả nhà. Giá này thì ngang cũng 40 ha. Dài 40. Vô cái chậu ống hai tấc phải không? Đúng rồi.
Cờ quái rất là ghê luôn nè. Rồi quay cái nút cho nhà em xem đây. Cái nút nụ nút thì cũng ok. Nói chung thì cũng có nút lớn nút nhỏ. Cái này thì cũng nói ngay cả nhà thì nút nó hơi nhỏ nhỏ có bự có nha chứ không phải. Nó không đều. Nó có đều nhưng mà bông tết thì mình khỏi lo phần đó. Nè. Ha. Này thì ok nè. Rồi, từ từ bao phía ship. Cái thứ 5 từ từ bao ship à. Tiếp tục qua cây thứ 6 qua. Rồi, cây mã số 6 là cây cũng cây quý nha. 6 cũng cây vip 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 luôn nè. Vip luôn cả nhà. Qua tri qua đất. Cây mã số 6 này thì cái bông luôn nè. Sáng sớm nó có nở cái bông, cây dẫu Phú Đức nè. Thì nụ nút nè ha. Này thì cả nhà mình coi chứ em khỏi bình luận gì hết anh. Cái cây mã số 6 này giao lưu cả nhà giá 2.200.000 bao phí ship ha. Mặt này đẹp quá ha. Anh em nào nhanh tay lấy cây này hết ý rồi chứ không còn gì nữa. Để chụp xa ra em lấy cái làm cái ảnh đại diện luôn tối qua. Quá đẹp. Anh đứng qua góc này nè. Đấy. Còn cái gì nữa mà. Khoan, lấy mặt luôn. Chụp nó lấy cái mặt. Rồi quá ok luôn. Đẹp. Ồ cái đấy nè. 2.200.000 bao phí ship nha cả nhà. Cái này quá ok. Quá đẹp. Cao. Mặt bông thì có sẵn ha cả nhà, khỏi lo vậy ta nha. Cao cả 30 ha. Cao 30. Đằng này ra khoảng 3 gang tay không? Cao dài khoảng 50 á, khoảng 50 ha. Nụ nút nè. Quá ok. 2.200.000 bao phí ship. Cái này rất đẹp cả nhà ơi. Anh em nào nhanh tay hút cái này về chơi là ok luôn. Rất dễ thương. Quá đẹp với cây này. Còn đường nào. Rồi, xuống anh Tú ơi. Qua tới cây mã số 7. Hai cây này giống như là sông Hậu à. Cây mã số 7 là cái cây Đại Lộc nha. Cây này cũng hàng cũng khó tìm ha. Cây này to hơn hai cây kia dữ lắm. Cái đế anh vô bị lắp tiêu. Tú vô không có mồi. Nói chung là cây này thì đế cũng tạm tạm thôi chứ không có như mấy cây tứ quý nha. Cây mai vàng. Đa phần cây chúng ta sửa thân thì cái đế nó hơi tóp lại xíu. Nhưng cây này hai cái thân nó rất là quái nè. Nó cái kiểu nó như hai con gắn đằng quấn với nhau ha. Cây Đại Lộc nha cả nhà. Đại Lộc. Cái tàn nhiêu anh Tú? Cao lắm. Tàn này 1 2 tàn cũng 50 mấy á, tàn ngang khoảng 5 mấy ha. Cao 40 nha cả nhà. Cây này coi chứ ở ngoài rất là quái nha cả nhà. Hai cái thân nhìn nó quyện rất là đẹp. Thì cái cây cái cây mã số 7 này em giao lưu cả nhà 2.400.000 ha. Cây này coi như mua một tặng một á. Này được hai cây nè. Hai cây. Cái này không biết là có dính với nhau không mà cứng ngắt luôn nha cả nhà. Vị không có ra nha, vị không có ra. Rất là quái luôn. Vậy không có mồi dưới nè. Ừ, không mồi. Tú vô không có mồi. Tao làm cái đế lên mới hấp dẫn. Ê cái này dính rồi nè. Cái này dính như vậy kia mà. Dính hả? Có ra nữa. À. Không. Tại vô mình không có làm đế. Thì cái cây này 2.400.000 bên em vào phí ship ha. Cái chậu cũng hết 200 mấy chục ngàn à. Cây này nhìn ngoài rất là duyên nha cả nhà. Một cặp nó lạ lùng lắm. Giống như đau uyên ương nha cả nhà ơi. À, cây này chơi nó có tính nhân văn ha. Lạ lạ sao đó ha. Rồi xuống đi cho cây cuối cùng. Wow. Cây cuối cùng hù quá tí cái tặng. Cuối cùng. Cây mai vàng ghép giả Phú Đức. Cuối cùng cây mã số 8 Phú Đức. Quá trời cái đế ngọt lắm. Đế ngọt lắm. Tặng rộng lắm. Tặng cỡ nhiêu đếm thôi? 1. Này hơn 60. Này 6. Cỡ 70 nha các bạn. 70 á. Tặng rộng khoảng 70 á. Nụ nút nè, nụ nút cả nhà khỏi lo ha. Cái cây cuối cùng này thì giao lưu cả nhà mình cái giá 2.000.000 bao phí ship ha. Wow. Cây mã số 8 nè. Giá rất đẩy lộn rồi chị ơi. Hả? Có lộn giá không nha. Cây này đẹp lắm á. Thôi kệ đi. Nè cái con không có cốt cạnh đó nè. Kệ. Tôi cây rất là có duyên luôn. Cây cuối cùng nè. Nè cái tàn xẹt nè. Thôi 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 thôi. Quay cái tàn nhìn hết hồn à. Hết hồn cái tàn luôn. Kệ. Rồi quá đẹp. Rồi được rồi. À, kết thúc cái clip tại đây nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha. Rất mong được sự ủng hộ cả nhà mình ha. Rồi tạm biệt cả nhà.